Du khách hào hứng khi lần đầu tiên vào tham quan trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đến Cúc Phương ngắm hàng vạn con bướm bướm bay rợp trời. Cô gái mặc phản cảm đi đám cưới chỉ vì muốn giống Eva Wallaha. Khu ổ chuột tồi tàn bậc nhất Indonesia thành điểm du lịch hấp dẫn. Kỳ bí cổng địa ngục khiến mọi sinh vật đi ngang đều không thể sống. Thu Thảo xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin ngày 30 tháng 4 của Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã dành khoảng thời gian quý báu trong ngày nghỉ lễ của mình để đồng hành cùng với chúng tôi. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật được. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 29 tháng 4, những du khách đầu tiên đã được vào tham quan và tìm hiểu về trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2023. Nhiều du khách tỏ ra háo hức và hào hứng khi lần đầu tiên được vào tham quan một công trình kiến trúc lịch sử với tuổi đời hơn 114 năm của thành phố Hồ Chí Minh. Là du khách đầu tiên được vào tham quan trụ sở Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cô Nguyễn Thị Thanh Khuê, 77 tuổi, cựu chiến binh quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hàng ngày cô thường đi ngang qua đây nhưng chỉ được nhìn ngắm bên ngoài và hôm nay mới có dịp vào tham quan không gian kiến trúc bên trong. Chia sẻ về tour du lịch này, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịp lễ 30 tháng 4 là cơ hội để thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các chương trình du lịch mới, tìm hiểu về các công trình lịch sử văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, những tour du lịch tìm hiểu về văn hóa lịch sử hình thành của thành phố cũng được sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước. Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trụ sở Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có 48 đoàn, mỗi đoàn 30 khách, tương đương gần 1.500 khách, được tổ chức trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 4. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ. Thời lượng mỗi đợt tham quan là 60 phút. Sáng ngày 30 tháng 4, đoàn đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 tiếp tục thi đấu chặng 25 với lộ trình từ thành phố Tây Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh, cự ly 121,5 km từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút cùng ngày. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV tổ chức diễu hành xe đạp phong trào và mô tô thể thao để đón đoàn đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2023. Đáng chú ý, có một cụ bà U80 cũng đã mượn xe đạp của cháu đi đón đoàn đua. Trong sáng nay, có hai đoàn đạp xe để ủng hộ các cuộc thi gồm đoàn diễu hành nghiệp dư và đoàn phong trào. Được biết, đoàn diễu hành xe đạp nghiệp dư gồm các vận động viên phong trào và bán chuyên đạp xe trên lộ trình khoảng 40 km. Thời gian di chuyển theo tổng lộ trình dự kiến là 90 phút. Bà Nguyễn Thị Thảo, 76 tuổi, mượn xe đạp của cháu để đạp xe diễu hành đón đoàn đua xe chào mừng ngày đại thắng. Bà Thảo cho biết, vào 48 năm trước, đúng ngày 30 tháng 4, bà cùng cơ quan ra đường chào đón ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bà Thảo bày tỏ vui mừng, tôi không thể quên chiến thắng ngày hôm đó. Ký ức đó đã đi sâu vào trái tim tôi, mong tất cả chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hôm nay và đón một ngày lễ thật vui vẻ, hoành tráng. Tối qua, một khinh khí cầu khổng lồ ở lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 2 năm 2023 tại Tuyên Quang bất ngờ bốc cháy và phát nổ khiến 5 người bị bỏng. Sau đây là thông tin chi tiết về vụ việc. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 4, một phi công người Nhật đang kiểm tra khinh khí cầu tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang thì gặp sự cố. Cụ thể, phi công đang bơm ga thổi phòng khinh khí cầu thì gặp gió to, ngọn lửa quay ngược lại phía phi công, gây bỏng khiến phi công không kịp khóa van ga, dẫn đến khinh khí cầu bị cháy và phát nổ. Lúc này, 4 người trong cùng ekip chạy tới hỗ trợ chữa cháy cũng bị khí nóng làm bỏng. Vụ việc khiến 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện kiểm tra, điều trị ngay sau đó. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho hay, thời điểm xảy ra sự cố khinh khí cầu không phải bay chở khách mà chỉ là trưng bày, phục vụ người dân chiêm ngưỡng. Vụ cháy không khiến người dân nào bị thương. Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Hôm qua ngày 29 tháng 4 là ngày đầu tiên xe được lưu thông vào đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Vận tốc tối đa của tuyến đường này khi được đưa vào sử dụng là 120 km/h. Tuy nhiên, việc người dân sinh sống cạnh cao tốc đoạn qua huyện Xuân Lộc, Đồng Nai sau khi thu hoạch lúa đã đốt rơm rạ, làm khói bay mù mịt, tạo thành các cột khói bốc cao bay ra đường cao tốc, khiến tài xế bị hạn chế tầm nhìn, phải giảm tốc độ để quan sát. Theo ghi nhận, rất nhiều phương tiện đi qua đoạn cao tốc này đều phải giảm tốc độ, thậm chí là nhiều phương tiện phải bật đèn cảnh báo và di chuyển chậm. Anh Nguyễn An, tài xế điều khiển ô tô qua đoạn cao tốc này cho biết, khi anh di chuyển trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây phát hiện cột khói cao mù mịt, gây mất tầm nhìn khi lái xe. Để đảm bảo an toàn cho xe di chuyển phía trước, anh phải giảm tốc độ. Đám cháy khiến khói dày đặc cộng với hướng gió về phía đường cao tốc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầm nhìn của người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cả hai hướng qua khu vực này. Được biết, tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây dài 99 km vừa được khánh thành và chính thức được thông xe vào sáng cùng ngày. Hàng ngàn xe từ hai hướng Đồng Nai và Phan Thiết bắt đầu được lưu thông. Mở cửa xe thiếu quan sát chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua. Đoạn clip dưới đây ghi lại một tình huống tai nạn cũng bắt nguồn từ thói quen xấu này. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 vừa qua trên đường Hồ Tùng Mậu, đoạn giao với đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Thời điểm đó, chiếc Mercedes màu đỏ vừa dừng đèn đỏ thì tài xế mở cửa để ra ngoài, đúng lúc nam thanh niên chạy xe máy từ phía sau lao tới. Bị cánh cửa ô tô vả trúng, thanh niên ngã ra đường. Cú va chạm khá mạnh khiến người đi xe máy bị đau nhưng may mắn vết thương không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo dõi đoạn camera hành trình do ô tô lưu thông cùng thời điểm ghi lại thì có thể thấy xe máy cũng là bên mắc lỗi. Nam thanh niên chạy xe máy đã chạy sai làn và đoạn giao cắt này cũng có biển cấm rẽ trái. Mới đây, sự việc một cô gái trẻ tham dự đám cưới của bạn nhưng lại ăn mặc vô cùng hở hên với chiếc váy màu đen mỏng tang, có thể nhìn thấy cả nội y, khiến nhiều người chỉ trích. Hình ảnh của cô gái này đã khiến nhiều người cảm thấy bức xúc vì hầu hết khách mời không nên diện đồ quá lồng lộn hay là kiệm vải để chiếm sự chú ý trong ngày vui của cô dâu chú rể. Sau đó thì trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin về việc cô gái chính thức lên tiếng giải thích cho hành động của mình. Mình thần tượng á hậu Enfa Guadarrama mặc theo. Bên cạnh lời chỉ trích cô gái, nhiều người cũng mắng lây sang Enfa Guadarrama vì đã truyền cảm hứng cho những điều tiêu cực. Tuy nhiên, trang phục mà nàng hậu diện phù hợp với nội dung của chương trình áo tắm, còn cô gái này lại mặc đồ thiếu vải để đi đám cưới là điều khó nhận được thông cảm từ người khác. Một số bình luận từ phía cõi mạng về màn giải thích của cô gái trẻ: hoa hậu vậy là truyền cảm hứng dữ chưa? Bữa bận bộ này dẫn chương trình là thấy không ưa rồi. Cái trò ăn mặc hở hang của Enfa giờ có người bắt chước rồi đó. Á hậu quốc tế đó trời. Sau ngày công chiếu chính thức 28 tháng 4, vượt qua Lật Mặt 6 tấm vé định mệnh đã thu về hơn 54 tỷ đồng tính đến chiều ngày 29 tháng 4, theo Box Office Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây nhà sản xuất Minh Hà cho biết, sau một ngày công chiếu, phim đã bị quay lén và đưa lên các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, bà xã Lý Hải nhờ khán giả thương tình hỗ trợ cho công tác bảo mật của sản phẩm. Cụ thể, chiều 29 tháng 4, bà xã Lý Hải chia sẻ một bài viết dài trên trang cá nhân Facebook cho biết Lật Mặt 6 bị quay lén và đăng tải tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Theo Minh Hà, phim được leak ra từ các cụm rạp, không phải ở suất chiếu Tri Ân ở Định Yên, Đồng Tháp. Kèm theo bài viết là các ảnh chụp màn hình đoạn phim bị leak. Đồng thời thì Minh Hà nhờ khán giả hãy yêu thương và hỗ trợ cho công tác bảo mật của tác phẩm. Theo đó, cô hy vọng nếu khán giả phát hiện có tài khoản nghi ngờ quay lén bộ phim, hãy báo ngay cho mình hoặc là quản lý cụm rạp để tìm cách xử lý. Bài viết của Minh Hà nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả và đồng nghiệp. Trên thực tế thì việc phim điện ảnh bị quay lén không phải là chuyện hiếm gặp tại phòng vé Việt. Đây là một vấn nạn khiến các nhà làm phim chân chính vô cùng đau đầu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, quá trình quảng bá của tác phẩm. Từ tháng 4 đến cuối tháng 5 là khoảng thời gian thích hợp cho các loài bươm bướm ở vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình sinh sản và xuất hiện nhiều, thu hút du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, vườn quốc gia Cúc Phương là địa điểm được những người yêu du lịch tìm đến săn bươm bướm. Vườn quốc gia này chỉ cách Hà Nội khoảng 3 giờ lái xe, nên du khách có thể kết hợp săn ảnh bươm bướm và cắm trại nghỉ ngơi. Hàng ngàn đôi cánh trắng bay thành từng đàn trên khắp con đường dẫn vào vườn quốc gia, thu hút khách du lịch đến với nơi này. Du khách có thể bắt gặp hàng trăm con bướm tụ lại cùng nhau trên mặt đất. Mỗi khi mà có người đi qua hoặc là xua nhẹ tay là cả đàn tung cánh bay lên. Tại rừng Cúc Phương thì có khoảng 400 loài bướm, số lượng lên tới hàng triệu con tại đây đua nhau khoe sắc. Bướm thường ra nhiều nhất vào khoảng những ngày nắng đẹp.
và biến nơi đây như một khu rừng đa sắc màu. Càng đi sâu vào trong rừng thì bướm càng nhiều, chúng ưa thích đậu tại những nơi ẩm thấp, vũng nước hoặc là bùn lầy. Theo một kiểm lâm viên tại Cốc Phương, bướm bay ra nhiều nhất vào khoảng 10 giờ sáng. Những con bướm ở đây khá thân thiện với người, có những con bạo dạn đậu lên người du khách, mang đến một khung cảnh đẹp và ấn tượng. Nằm ở thành phố cổ Hierapolis, cổng địa ngục tại Thổ Nhĩ Kỳ, thực chất là một hang động bằng đá, được coi là Plutonium. Từ lâu, nhân gian đồn rằng bên trong hang có hơi thở chết chóc khiến mọi sự sống đi ngang qua đều chết. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã tới đây để giải mã thực hư lời đồn mọi sự sống đi ngang cánh cổng này đều chết. Cụ thể, cổng địa ngục ở Hierapolis thực ra là một hang động bằng đá được gọi là Plutonium, tên gọi này được đặt theo tên của Pluto, vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp. Trong nhiều thế kỷ, dân gian lưu truyền các lời đồn rằng bên trong hang có hơi thở chết chóc vô hình, bất cứ sinh vật ở trong phạm vi của cổng địa ngục đều sẽ chết. Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia do giáo sư Hadi Frank thuộc Đại học Rubus Essen, Đức, nồng độ khí CO2 tại cổng địa ngục cao bất thường. Nơi này nằm trên một mạch khí độc rò rỉ qua những kẽ hở của khe nứt Babadat trên vỏ trái đất. Khi tiếp xúc với nồng độ khí CO2 từ 7% trong khoảng thời gian dài, động vật có vú, bao gồm con người, sẽ có các triệu chứng như là đổ mồ hôi, chóng mặt, nhịp tim tăng. Nếu nồng độ phần trăm khí CO2 cao hơn nữa thì khiến nạn nhân ngạt thở do thiếu oxy. Do vậy, những con vật bị ném vào cổng địa ngục ở Hierapolis đều không có cơ hội sống sót. Khi nghiên cứu cổng địa ngục này, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy xác của một số côn trùng, chim chóc và một số loài động vật có vú. Tất cả đều chết vì hít phải khí CO2. Việc các thầy tế có thể ra vào cổng địa ngục mà vẫn bình an được cho là do chiều cao. Khí CO2 nặng hơn oxy nên tầng khí chết chóc này nằm sát mặt đất. Khi con người và các loài động vật đi vào cổng địa ngục, do chúng ta có chiều cao lớn hơn nên phần mũi ít tiếp xúc với tầng khí CO2. Trong khi đó thì phần mũi của các loài động vật ở tầm thấp nên nếu chúng di chuyển ở dưới mặt đất thì sẽ dễ bị ngạt chết vì nồng độ khí CO2 cao. Làng Suripan, Indonesia khiến du khách ngạc nhiên bởi những ngôi nhà rực rỡ nhiều màu sắc. Ít ai biết được rằng, nhiều năm về trước, nơi đây từng là ngôi làng ổ chuột đang đợi được di dời. Một khu ổ chuột tuyệt đẹp, hầu hết du khách phải thốt lên ngay khi đặt chân đến Jodiban, ngôi làng thuộc thành phố Malang, tỉnh Đông Java, Indonesia. Jodiban còn được gọi là làng cầu vồng, nổi bật bởi những ngôi nhà được phủ màu sắc rực rỡ, đỏ, tím, vàng, hồng. Lối đi uốn lượn chạy dọc làng được trang trí bởi những bức vẽ 3D tỉ mỉ, có hàng dù che chắn bên trên. 8 năm trước, ngôi làng này là một trong những khu vực tồi tàn bậc nhất Indonesia. Người dân sống trong những mái nhà ngói lụp xụp, siêu vẹo, dòng sông chảy dưới cây cầu Travan Gatot ngập tràn rác thải, mùi hôi thối bốc lên nồng đặc. Một số người kém ý thức đã xả rác trực tiếp xuống sông, gây tắc nghẽn cống rãnh. Chính vì những yếu tố trên, điều kiện cuộc sống của người dân làng Jodiban khá nghèo nàn. Họ sinh hoạt trong môi trường ô nhiễm nặng nề. Trước tình hình này, chính quyền đã lên kế hoạch di dời nhà ở người dân và phá bỏ ngôi làng. Câu chuyện chỉ thay đổi vào năm 2016 khi một nhóm sinh viên của trường đại học Muhammadiyah Malang nhận ra vấn đề của làng Jodiban hoàn toàn có thể được giải quyết với bàn tay tài hoa của con người. Họ đã vận động tài trợ từ một công ty sơn nước, kêu gọi các họa sĩ cùng bắt tay vào việc hồi sinh ngôi làng. Sau khi rác thải được dọn dẹp sạch sẽ, nhóm tình nguyện đã sơn phết cho từng ngôi nhà, vẽ tranh nghệ thuật 3D lên tường. Bể nước được trồng thêm cây xanh, gắn những chiếc ô nhiều màu, treo chậu hoa. Đồng thời, chiếc cầu kính trên dòng sông nối liền hai bờ của ngôi làng đã trở thành địa điểm check-in nổi tiếng khi du khách đến với Jodiban. Chính phủ cũng đã tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, bảo vệ môi trường. Từ đây, làng Jodiban đã thực sự sống lại một lần nữa. Một số hộ dân bắt đầu kinh doanh tạp hóa, bán thức ăn, bán vé cho du khách vào tham quan. Bạn sẽ mất khoảng 10.000 rúp, khoảng 15.000 đồng cho một chiếc vé vào Jodiban. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.